Nhân thân bất hảo của cô gái đâm ba thanh niên tại đám cưới qua lời kể hàng xóm. Theo người dân, sau khi biết thông tin Bích gây án mạng, họ không quá bất ngờ. Bởi trước đó ở địa phương Bích đã sống như dân anh chị. Người dân xã Hiệp Thuận bàn tán về vụ việc. Ngày 15 tháng 5, Công an huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can đối với Hồ Thị Bích, sinh năm 1996, ở xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, về tội giết người. Bích được xác định là đối tượng đã dùng dao tấn công ba nam thanh niên tại đám cưới khiến một người tử vong, hai người bị thương. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 12 giờ ngày 9 tháng 5, nhà trai ở xã Phụng Thượng đến nhà gái ở xã Hiệp Thuận. Lúc này, NNL, sinh năm 2007, trú thôn 6, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thuộc bên nhà gái va chạm với nhóm thanh niên nhà trai. L, bị một thanh niên trong nhóm nhà trai đấm vào mặt. Lúc này, Nguyễn Khai Vũ, sinh năm 2004, xã Hiệp Lộc, vào can, dùng tay đẩy vào cổ một thanh niên đánh L, thì bị Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 2003, Đỗ Văn Năng, sinh năm 2007, Quất Văn Phúc, sinh năm 2002, cùng chú tại xã Phụng Thượng và một nhóm thanh niên lao vào đánh. Thấy vậy, Hồ Thị Bích là em họ của Nguyễn Khai Vũ đã dùng dao gấp đâm Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Văn Năng, Quất Văn Phúc. Hậu quả, Hùng tử vong tại bệnh viện, Năng bị thương vùng thắt lưng, Phúc bị chấn thương bụng kín, rách gan, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Trao đổi với phóng viên báo Phụ Nữ Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ cho biết, nghi phạm trong vụ án này tuy tuổi đời còn khá trẻ, nhưng đã có tiền án liên quan đến ma túy. Đối tượng này đã phải chịu án tù 3 năm do liên quan đến ma túy. Thời điểm gây án, đối tượng mới ra tù được khoảng 1 năm, vị lãnh đạo huyện Phúc Thọ cho hay. Một người phụ nữ, 70 tuổi hàng xóm nhà Bích, xin được giấu tên, cho biết từ nhỏ Bích đã không được ngoan ngoãn như những đứa trẻ bình thường. Gặp người lớn thường xuyên có thái độ không tốt. Nhà tôi cách nhà Bích mấy nhà, thế nhưng khi gặp Bích ngoài đường, chẳng bao giờ thấy Bích mở miệng chào người lớn tuổi. Chúng tôi cũng góp ý với phụ huynh của cháu nhiều, nhưng cũng không thấy sự thay đổi của Bích, người phụ nữ 70 tuổi nói. Cũng theo người phụ nữ này, khi biết Bích gây án mạng, nhiều người trong xóm không quá bất ngờ. Bởi Bích sống như dân anh chị ở địa phương. Dù là phụ nữ, nhưng Bích xăm trổ rất nhiều hình trên cơ thể, người dân chúng tôi nhìn thấy sợ lắm. Có lần bố của Bích mâu thuẫn với một người phụ nữ trong xóm. Bích đã vác dao sang nhà người phụ nữ này để xử lý. May mà hôm đó có nhiều người can ngăn nên không có gì nghiêm trọng, người phụ nữ kể. Người phụ nữ 70 tuổi cho biết thêm, hoàn cảnh gia đình Bích cũng có phần đặc biệt. Bố mẹ Bích bỏ nhau từ khi Bích còn nhỏ. Sống với bố và mẹ kế, không được quan tâm nhiều nên Bích phải nghỉ học khá sớm. Vài năm trước, Bích phải đi tù vì liên quan đến ma túy. Đến đầu năm 2022 thì được thả. Sau khi ra tù, Bích ít khi xuất hiện ở quê nên chúng tôi cũng không biết Bích làm công việc gì. Thời gian gần đây bố của Bích lâm bệnh nặng, không biết lần phạm tội này Bích còn cơ hội để về gặp bố nữa không, người hàng xóm chia sẻ.